em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn hiện giờ rất là nóng, cỡ 40 độ C ở ngoài đường. Ở đây có cơm trưa bình dân rất là đông, ăn rất là ngon, ngoài nắng ăn rất là nắng. Đây là địa chỉ là 266 Hưng Phú. Địa chỉ này cũng có quay mấy video rồi nhưng mà lâu quá rồi mình không có quay lại. Mình quay lại xem thế nào, ăn đây cũng rất là ngon, nên mình quay chia sẻ cho chú anh chị và các bạn thấy trời nắng ở Sài Gòn mà ngồi ăn cơm thế này thật là chịu không nổi. Đó. Này Quân đang lựa món ở trong kia. Ở đây thì có cá kho, mắm kho, rồi canh chua, mắm ruốc xào, thịt kho, rồi thịt luộc. Phải đông quá mà không có chen vô quay được. Với lại ngồi đây em giữ xe nè. Đây chúng ta hôm nay chúng ta mua về thôi. Ở đây là đối diện với cái Bộ Y tế quận 8. Đây có chú đẩy xe rác. Trời rất là nắng. Ngoài đường bây giờ kêu gì anh? Đó, có thằng em lấy rồi đó. Thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đến đường Phạm Hùng, cầu Chư Y, để đi về Bình Chánh. Nếu đầu quẹo phải thì đường Phạm Hùng, đi quẹo phải thì đến Đại Thế Giới ha. Đây cơm rất là ngon mà giá lại bình dân nữa nè. Đây có giao hàng tận nhà luôn. Địa chỉ ở số điện thoại là 0903665087. Nó rất là ngon. Giờ chia của. Dịch. Cái cải mặn. Dịch là của ai? Cá cơm. Của anh ạ, của anh là mắm kho. Mắm kho tự lấy đi, phục vụ nó hay. Rồi để ra đây đi. Anh chết à? Dữ không? Ngồi ở ngoài đó ăn với vô nhà trời nhật. Mà chưa thấy nắng bằng đổ lửa luôn á. À bữa nay gia đình đông nha. Có hot girl thưởng. Ngồi cao đi. Xa nè. Thôi tao ngồi ghế thấp à. Nhung đang tập trung nó hấp rồi. Xin qua đây. Hấp cái này, cái lọc đó nè. Chuyên gia đầu bếp Dương Quân. Cái gỗ sao vậy? Cái hồ kia. Thôi trời em đang bị sao vậy? Sao chứ? Gì vậy? Xếp ra, hứng vô cho tôi vô chứ. Em ăn cá cơm kho. Đông quá dành chỗ ngồi luôn. Rồi, rối loạn đội hình trơn. Cái này. Nhâu nhâu. Chỉ là ăn trưa thôi. Mày ăn cái gì nè, nói. Rồi. Đi. Con ơi, thay dịch với... Nói bài cái không còn rộn chuyện nữa. Đây là mắm kho. Ăn đồ xào. Ăn với rau sống. Qua ra cái... Đâu, tưởng đâu con cá nhảy. Còn đây là... Không, ăn đi, thịt dịch kho đi. Gừng. Bỏ vô tô. Ở đây hay quá trời dịch luôn á. Ủa phần này là nhiêu tiền? Dịch 27.000. Lâu quá không quay lại. Mắm kho cũng vậy luôn hả? Mắm kho là 24.000. Rồi mắm kho mắc rẻ hơn hả? Ủa sao rẻ vậy? Ở đây bán rẻ. Nhìn nó nói 2 phần 4, 2 phần, mắm kho 2 phần 48. Nhìn chứ ớt ngon. Cá cơm 23. Dịch 27. Cái gì nữa? Cái này 27 luôn. À, củ cải canh cái mặn. Cho lắp lại cho sốt cho bên quả hả Quân? Ừ. 48 hả? Ừ.
sai thắc mắc phải tìm. Này canh cải mặn nữa. Ủa canh cải mặn. Củ cải mặn, củ cải mặn nấu với thịt. Ở đó đặc trưng cái quán, ở quán đó đặc trưng là món này nè. Ờ bữa nay phát triển nè. Thăm cho nóng nè, bình thường chứ không thăm. Bữa nay chứ. Cũng cái lò mà. Đó, đại khá, là đại khá đúng không? Tô đổ rồi á. Bình thường là ngon ngắt à. Ở đó bữa nay ai cũng ăn cho lẹ đó. Nấu ăn lẹ chạy về. Còn hôm nữa vậy. Chỗ đó ngày trước có cái cây cũ lắm á. Ờ mà giờ không có cây nữa. Nó đổ lửa luôn mà. Đâu khi đây ngồi ăn là sướng sướng nha, có máy lạnh luôn nha. Cơm 27.000 máy lạnh văn phòng. Mời con người ở đây ăn. Này quảng cáo à, cơm Hương Phú 266 Hương Phú Bình Dân. Máy lạnh văn phòng. Giá rẻ. Giá rẻ luôn. À, mà phải mua về văn phòng người nào người đó ăn. Vô tận nơi luôn. Ừ, tận nơi luôn nè, nó ngon lắm. Ngon. Nó chưa ăn vịt là biết ngon rồi đấy ta. Thử nước không? Con gừng biết nó ngon rồi. Nó liền cho cay xé gió, xé lửa trời. Ớt nhiều vô. Được, có nhiều xài hết luôn. Ngại gì không biết nữa, tự nhiên đi. Này, hộp cơm được của tớ mà không? Đưa miếng ăn. Thử món siêu cay nha. Ngồi trái ớt này không bẻ ra, chưa thấm. Thấm vô. Mùa hè ăn này nó mới đã. Mùa hè đổ lửa. Cay thiệt. Dung có thấy mà nó còn quải vậy. Đây, thách ớt nè. Đó, Dung là đó. Dung sợ ớt mà, đâu có nói Dung được. Dung là sợ ớt. Như anh khoái ăn ớt. Ăn riết cũng tóc hết trơn. Cái gì đó bánh mì á. Chị nói Dung ăn ớt, chị sợ luôn. Mà giờ á, chị biết nó ăn rồi á. Thử món mắm nha. Chị có ớt giờ cho nó sợ lại luôn á. Ở đây mắm kho không có thịt, có cá không thôi. Là lâu anh Lộc ăn cái bụng phải không? Cá này là ngon nhất cái bụng. Mua cơm cũng rẻ hình như cơm cầm sẵn à. Nấu sàn sàn cho anh Lộc luôn. Xem qua di chuyển. Anh đâu biết giao hàng. Vô. Mới hôm qua. Rồi. Ồ nó biết nãy rồi mình. Thường lắm á. Nó mới kể cho em nghe, không có ngày xưa á. Chị thấy nó ăn ớt là chị sợ luôn á. Bé mà kìa. Mà chị sợ luôn bây giờ. Đặc biệt con cá này ngon nhất lễ quận. Nó phải sợ chị á. Ớt quá cay nhẹo nó càng cay lên á. Thường thường. Thế là ăn cái bụng đó không cũng dư một hộp vịt. Ừ, dư hả? Chắc luôn. Bữa em ăn mà em khóc luôn á. Ừ. À cái bữa em ưa nước mắt á, là bữa đó. Bữa đó anh tưởng em thất tình. À, mắm này là mang với rau. Chấm. Cơm này cho nhiều quá. Ừ. Cơm này là bao no luôn á. Nó còn gia đình bán thôi. Nhưng mà ở đó mua về ăn chứ ngồi đang không nổi. Quá trời nóng. Gì vậy? Cơm miếng xanh. Nhưng mà ở đó cái đường nó cao hơn cái nhà á. Thành ra cái nhà nằm lõm ở dưới. Mình vô cái nhà giống như vô cái hộp vậy á. Nhưng mà nên nóng quá người ta ít ngồi. Trong nhà cũng rộng quá. Phải đi. Ừ, trong nhà nó bự á. À, bị bí quá hầm. Cái dãy nhà đó, nhà sau đó. À, cá. Cá này à, ngon với cái bụng, hồng kế tới cái da.
Mua sao món gì vậy? Bấm luôn hả? Rồi chỉ sao có cái bụng bự rồi. Trời ơi, bụng sao bự mỡ không hả? Mọi thưởng nói kỳ quá. Chị bụng cá mà. Nói đi, thưởng quá, không có rõ nghe kỳ quá. Chị không có tự nữ, tại vì cái bụng của chị cũng mỡ. Chứ chị á, dòng em mặc trinh là chị cũng tự nữ, sỉ lửa nãy giờ rồi. Hàng chế im gu. Cơm mình đem luôn đi. Thôi được. Nó ăn. Từ từ ăn. Tự miếng thịt đi. Quá ta. Ăn để cái đùi đi. Cái cổ ngon chết đùi. Cái cổ ngon cái đùi. Thôi em nói bụng quá, cái thằng chồng gọi qua. Này cái cổ. Một phần sushi. Ủa, để tham gia cho Bích Thì. Ủa anh đâu gọi đâu. Ngon vậy, phần sushi vậy. Con dịch cái cổ ngon. Sushi như 80% vậy, nó ngồi nó quất trong vòng 10 phút là xong hết hộp sushi. Nó ốm cái gì mà ốm, chị nói. Mấy thầy ơi, mới ốm nổi gì mà ốm mấy thầy ơi. Hộp sushi 100.000 là nhiều lắm á. Là có 10 cuốn á. Như 80 hay là chậm nhiều, chị nói em nhiều mà. Có 10 cuốn á. Mấy chồng nó yêu nó dữ vậy ha. 10 cuốn. 10 khoanh hay 10 cuốn? 10 khoanh. Thì 10 phanh. Nếu là tròn tròn á. Tròn tròn nhỏ nhỏ nè. Gắt ra. Chị nghe hình như 8 mấy ngàn thôi vậy, 100 ngàn. Mấy kia còn đưa thêm 100 ngàn hai người ăn đó, chứ đó không còn ngàn. Em thật dịch nha, đừng bỏ uống nha. Em bỏ mỏi được rồi. Mẹ sang cơm lên lọc bắt. Đúng không? Cơm đây nè, còn có thưởng nè. Con mồi vậy á. Cái bụng bự nè, béo nè. Ngày mai mai mua cho Lộc thảy cho Lộc cái bụng cho nó là no. Còn dư phần đồ ăn còn lại. Rồi một số hình ảnh gửi bà con xem cho vui nha. Hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo nha.